Xin chào các em. Bây giờ chúng ta đến với cái bài toán mà có những cụm từ như là vừa có khí thoát ra thì dừng và khí thoát ra vừa hết thì dừng ha. Đây chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp ban đầu gồm m gam, gồm có kali hydrocarbonate và canxi carbonate. Thì đây là bài toán tìm tỷ lệ cuối cùng, nên chúng ta sẽ mạnh dạn chúng ta gọi một chất là một mol, ví dụ như ta gọi kali hydro amon thì canxi carbonate sẽ là một mol nhé. Và nung thì quá trình nung này thầy sẽ không ghi phương trình phản ứng, chúng ta sẽ nói luôn KH2CO3 nung là sẽ đã có CO2 có nước này. Và chất rắn của chúng ta sẽ có đây là K2CO3. Tất nhiên để bảo toàn nguyên tố kali thì số mol này sẽ là A trên 2, còn CaCO3 nung thì ra CO2 và CaO, và tất nhiên là bảo toàn nguyên tố canxi thì cái này cũng sẽ là một mol, là một mol ở đây. Vậy thì ta sẽ có phương trình số 1 đầu tiên là M bằng 100 nhân A cộng 100 nhân 1. Đấy, 100 nhân 1. M lớn nhân số mol thôi các bạn nhé. Quá trình thứ hai là hòa tan cái này vào nước này. Thì quá trình hòa tan vào nước này nó sẽ xảy ra hai cái phương trình phản ứng nha. Đây là hai phương trình phản ứng. Giai đoạn sau này chúng ta sẽ có hai phương trình. Cái đầu tiên là CaO mà cộng với nước ấy, chúng ta sẽ có là CaOH 2 lần. Rồi, đây là một mol này. Vậy thì canxi hydroxit tạo ra là một mol. Rồi sau đó kali carbonate này sẽ tác dụng với canxi hydroxit để chúng ta cho chất rắn là canxi carbonate kết tổ này, và 2KOH. Rồi. Như vậy đây chúng ta sẽ thu được ở đây, đề bài nó là thu được 0,2 mg gam rắn. Vì 0,2 mg gam rắn này là CaCO3. Trong cái dung dịch E của chúng ta ở đây thì chắc chắn là phải có KOH là chất được tạo thành ở đây. Tuy nhiên đề bài thấy là khi chúng ta nhỏ HCl vào cái dung dịch E này và chúng ta lại có khí thoát ra. Như vậy là chứng tỏ rằng điều này rất quan trọng nhé. Khi nhỏ HCl vào dung dịch E mà có khí thoát ra, vậy thì trong dung dịch E này phải còn K2CO3 dư. Đã phải còn. Điều đó có nghĩa là trong cái phương trình K2CO3 tác dụng với CaH lần thì một mol CaH lần này phải hết. Đấy, chúng ta sẽ có một mol. Cái này kết tổ tạo ra một mol và KOH tạo ra là hai mol ở đây. Chúng ta sẽ có là hai mol ở đây. Và K2CO3 chúng ta sẽ còn dư. Đây là A trên 2 và phải ứng hết 1 mol thì cái này sẽ dư là A trên 2 trừ 1, là A trên 2 trừ 1 mol. Điều tiếp theo ta sẽ có đây nữa. Như vậy thì số mol của canxi carbonate chỗ này sẽ là 1 mol. Sẽ là 1 mol ở đây. Vậy thì suy ra chúng ta sẽ có cái phương trình ở đây là 0,2 m là khối lượng của rắn này và bằng 100 nhân cho 1, đúng không? 1. Như vậy là ta sẽ có phương trình 1 ở đây và phương trình 2 ở đây, và từ 1 và 2 thì các bạn sẽ giải được M và A nhé, từ 1 và 2. Từ 1 và 2 này. Đó, thì suy được M bằng và A bằng. Đấy, thì bấm hệ hai phương trình. Đó, 1 và 2 thì có M bằng 500. Còn A là bằng 4. 4 mol. 4 mol. Ok. Như vậy rút gọn là chỗ này chúng ta sẽ có được A trên 2 trừ 1 thì K2CO3 sẽ dư là 1 mol. Đấy. Thế A 4 vào. Thì ở đây đề bài tự thực hiện tiếp hai dự kiện nữa. Đầu tiên là khi mà nhỏ HCl là V1 mol. HCl nhỏ là V1 mol này, V1 lít. Thì đề bài nói là khi nhỏ hết V1 lít thì khí bắt đầu thoát ra. Khí bắt đầu thoát ra. Thì cái ý nghĩa của cái câu này là như thế nào? Có nghĩa là bạn thấy là cái lượng H cộng ở đây nó sẽ trung hòa. Đầu tiên là trung hòa hết OH trừ này. Trung hòa hết OH trừ. Và thứ hai là H cộng tác dụng với một phần CO3 2 trừ. Ở đây là nhỏ từ từ nhé. Thì các bạn sẽ hiểu được cái giai đoạn nhỏ V1 lít này. Thì cái H cộng chúng ta thực hiện hai quá trình. Đầu tiên là H cộng. OH trừ cộng với H cộng. Đó, lúc này là chưa có khí thoát ra đúng không? OH trừ là 2 mol này. Thì H cộng xài sẽ hết 2 mol. Thế ngoài ra là do chúng ta nhỏ từ từ, rồi đó là CO3 2 trừ để sẽ nhận từng H cộng 1, nhận 1 H cộng.
nhưng quá trình này là chưa sinh ra khí, đúng không? Là thế xung quanh có carbonate và là một mol này, vậy thì cái H cộng cái này sẽ là một. Như vậy thì qua cái phương trình đầu tiên này thì chúng ta sẽ có cái lượng H cộng, cái số mol H cộng mà cho ở thí nghiệm một này tổng sẽ là 3 mol, tổng sẽ là 3 mol, thấy không? Còn đề bài nói tiếp theo là cái thí nghiệm 2 là khi cho V2 lít. Khi cho V2 lít HCl, khi cho hết V2 lít HCl thì đến khi khí thoát ra vừa hết thì thấy HCl nó là thoát, khí thoát ra hết. Ra hết nó là khí tạo ra tối đa. Vậy thì khi đó cái khi mà thí nghiệm 2 này các bạn sẽ hiểu là chúng ta sẽ thực hiện hai quá trình. Đầu tiên H cộng cũng phải trung hòa hết OH trừ thành nước, OH trừ là 2 mol. Vậy thì H cộng chúng ta xài là 2 mol. Và thứ hai là để sinh ra hết khí CO2 thì cứ CO32 trừ đến tác dụng 2H cộng để có được CO2 và nước. Là lượng khí CO2 tạo ra tối đa thì một mol carbonate này sẽ phải xài hết 2 mol H cộng. Như vậy từ hai quá trình này chúng ta thấy là tổng số mol H cộng mà chúng ta xài ở cái thí nghiệm 2 này phải là 4 mol. Phải là 4 mol. Như vậy thì ta suy ra cuối cùng, vậy nhá, chúng ta sẽ suy cái kết quả cuối cùng của chúng ta ở đây chính là V1 chia V2, tức là hai thể tích mà chia cho nhau thì là cùng đồng độ thì bằng hai số mol của nó chia nhau là 3/4, chia là 3/4. Đó, vậy chúng ta chọn đáp án sẽ là câu B các em nhé.